Thưa quý vị, được xem là một trong những lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua tại cơ sở, thời gian qua đội ngũ ban công tác mặt trận khu dân cư đã có nhiều cách làm thiết thực để nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở. Nhiều người tuy tuổi đã cao nhưng vẫn luôn tận tụy với công việc. Bà Đặng Thị Thu, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Bình Phước 1, phường Thuận Phước là một tấm gương như vậy. Sau khi về hưu, bà Đặng Thị Thu đảm nhiệm vai trò trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư Bình Phước 1, phường Thuận Phước từ năm 2017. Hơn 5 năm qua, nữ trưởng ban công tác mặt trận này luôn dành sự quan tâm đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ nỗ lực huy động các nguồn lực xã hội đóng góp quỹ vì người nghèo, bà Thu còn thường xuyên hỏi thăm, nắm bắt tâm tư của từng hộ để có giải pháp hỗ trợ kịp thời. Tổ cũng quan tâm tới gia đình thiếu thốn gì thì tổ cũng giúp cấp, nhiều khi gạo, miếng cá, miếng thịt chứ. Thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bà Đặng Thị Thu còn tích cực tuyên truyền, vận động người dân phân loại rác thải tại nguồn, cải tạo những khu đất bị bỏ hoang để trồng cây, trồng rau. Đặc biệt thông qua mô hình câu lạc bộ môi trường nhí, nữ trưởng ban công tác mặt trận còn góp phần giáo dục cho các bạn nhỏ ý thức bảo vệ môi trường, tạo nguồn quỹ an sinh xã hội từ việc bán phế liệu, chai, lọ nhựa sử dụng một lần. Không để bà con nào mà coi như đói kém hay gì, có gì là chúng tôi đều coi như bàn trong cấp ủy hỗ trợ về cái kế sinh nhai. Ngoài cái một chế độ của phường thì còn cái hỗ trợ của khu dân cư. Thì cái này nó cũng từ cái nguồn mà coi như là thu gom với rác tài nguyên mà bà con cũng chung tay làm, đóng góp, rồi có một cái quỹ để mà coi như là từ đó là giúp đỡ lại bà con khó khăn, vận động những nhà hảo tâm hỗ trợ thêm. Cô Thu mặt trận là cách gọi của nhiều người dân nơi đây mỗi khi nhắc đến bà Đặng Thị Thu. Luôn tiên phong trong các phong trào thi đua, tận tụy, trách nhiệm với công việc, nữ trưởng ban công tác mặt trận này luôn lấy phương châm gần dân sát dân để lắng nghe và chia sẻ. Cái phong cách tiếp cận dân của đồng chí Thu thì rất là nhẹ nhàng, rất là thuyết phục. Cho nên là tạo cho một cái không khí ở trong khu dân cư là luôn luôn là hài hòa, luôn luôn đoàn kết. Tôi từ khi mà làm việc cái đồng chí Thu trước khi nào mà thấy đồng chí nặng nại gái cả, mà chưa thấy tỏ tiếng gái hết. Đó là cái điều mà tôi thấy rất là tốt được một đồng chí làm trong mặt trận, rất thuyết phục. Tấm gương của bà Đặng Thị Thu là minh chứng tiêu biểu khẳng định vai trò của ban công tác mặt trận tại các khu dân cư trong phong trào thi đua yêu nước. Như việc làm thầm lặng của đội ngũ cán bộ mặt trận cơ sở như bà Thu đã góp phần thắt chặt khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, hiện đại.